xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang đi cùng anh Dương Đông. Đây, hello, Dương Đông đại diện của Vinhomes Seroku và trước là mình đoàn xe đây. Mình hôm nay là mình bất bí mọi người là hôm nay mình cùng anh Dương Đông và đoàn xe 3 em Porsche Cayman và em C300 AMG màu hồng của mình đang đi trên đường ra sân bay. Ở sân bay thì chỉ giống như mọi người là hôm nay là mình sẽ đi ra đón anh trai ông anh đặt villa dẫn đi về nước. Thì giới thiệu mọi người đây là anh trai Dương Đông. Đấy, Dương Đông thì là chào mọi người nhá. Giới thiệu lại lần nữa là anh trai này là bên Quý Xe Ô Tô và ở năm ngoái là mình cũng có giao dịch với anh đấy là mình mua con này C300 ấy. Thì được cái là anh trai này thì rất là dễ thương, ít nói nhưng mà lại là bán xe rất là quan tâm. Bán xe thì nói chung là giá rất là ok, giá thành rẻ. Đấy, và Quý Xe Ô Tô là được mệnh danh là cái showroom nhiều Porsche nhất Việt Nam. Giao gì đấy? Mọi người thấy không? Con của mình đang chạy này, con màu trắng với con màu cam, con màu hồng mình kẹp giữa. Màu hồng của em vẫn là nổi nhất đấy nhỉ? Tuy là ít tiền nhất mà nổi nhất đấy. Đấy. Hồng hồng đấy. Và bây giờ anh em đang trên đường ra lên ra cầu ra trước sân bay thì chả giấu gì với mọi người là ngày trước thì mình cũng không có qua lại và quen biết chơi đây thì ông đặt villa đâu. Nhưng mà qua một lần thì mình đi chơi với ông, mình gặp một ông cậu em của đặt villa đó là cậu Sơn ấy. Thì cậu Sơn ấy thì cũng đi cùng Đạt, anh Đạt. Nói chung là ngày trước mình nói thật là mình không ưa gì không. Mình không phải chửi nhưng mà mình thấy toàn bộ những clip ông Đạt là mình block hết. Nói thẳng với anh em như vậy, mình không thích. Bởi vì là kiểu là mình cũng một phần là mình kiểu là tại sao mà không có tài năng gì cả. Quay mấy cái nhảm mà lại hot vậy. Thì đến khi gặp rồi mình về tìm hiểu thì mới thấy là wow, ông này nói chung là ở ngoài rất là dễ thương. Nói chuyện rất là hòa đồng, cũng kiểu là hơi tổ ấy. Tổ là thật thà, nói chung là sống hay bị anh em lợi dụng ấy. Cho nên là sau lần gặp đấy thì mình có một chục vài tấm hình này. Nhưng mà đợt đấy anh Đạt villa thì cũng rủ mình quay một clip TikTok. Nhưng mà mình cũng nói thẳng anh Đạt là em không quay đâu. Bởi vì là thời đấy là mình lúc đó là suy nghĩ là cái tệp khán giả của mình, cái tệp của anh Đạt hoàn toàn khác nhau. Rồi ví dụ ông đang hot như vậy rồi mình quay cùng thì người ta lại nghĩ em bú phem phải không? Này kia. Xong rồi qua giờ thời gian anh em gặp nhau hỗ trợ thì mình cũng hỗ trợ anh đấy cái bài mà may mắn khi có em đấy. Cái bài đấy là của bạn Phạm Chắc Lệnh viết. Thì ban đầu là viết tặng cho mình. Xong rồi sau mình với bạn là lệnh là quyết định là kỷ niệm ở trong Đạt. Thế sau thời gian anh em nói chuyện này cũng thân. Thì trước khi về anh bảo là hôm đấy anh không có xe thì anh đi 6-7 người lận thì có gì ra em ra sân bay đón anh với vợ anh về với bị bé Vi đi ra về á. Rồi thì ok, mình mới ra Hà Nội. Nhưng mà hôm nay là mình anh Đông thì được tin anh biết, anh Đông biết là cũng rất là kiểu quý. Thần tượng của anh đấy. Thần tượng là mình mời anh Đông đi cùng. Anh Đông dẫn thêm đoàn xe là thêm 3 Porsche Cayman đi cùng cho nó uy tín. Cayman là khác không anh? Đúng rồi, Cayman là xe. Cayman. Mình thì không biết nhiều về xe đâu, mình nói lung tung thôi. Không biết thì mong mọi người thông cảm nhá. Bây giờ let's go, bây giờ mọi người đi cùng mình nào. Trên đường đang tới sân bay. Ok, đã tới sân bay Nội Bài cảng quốc tế hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội rồi. Đấy thì giờ mình gọi bố Đạt thì vẫn đang online 4 tiếng trước mọi người ạ. Chắc là vẫn chưa tới. Thế mà hẹn mình 12 giờ, bây giờ 1 giờ rồi vẫn chưa tới mọi người ạ. Thế là mình đang muộn muộn tí đấy, không ra anh em mình đói meo cái bụng rồi. Giờ mình kiếm chỗ bãi đáp đậu xe đã rồi đợi hắn với chị Thảo. Chị Thảo có ra thì đợi ổng ra rồi đón mọi người về ở sân bay thôi. Ok. Không biết là cái chỗ nào bay đỗ nó đây lốt đầy này nhỉ. Tập ở đây lốt đầy này. Chỗ trên này nó rộng lắm. Vâng, đúng rồi. Đây là 2-3 xe sao. Đây lần đầu tiên em vào đây chứ cả đời em có bao giờ em bay qua nước ngoài bây giờ đâu. Bây giờ em bay qua nước ngoài. Đây là Minh Group. Vẫn còn là quảng cáo. Đấu giá lô đất 24.000 tỷ. Đây đúng không? Đúng rồi, vào ta. Lối vào nhỉ? Chỗ này lồng vòng đây chắc lối này. À công nhận có Porsche Cayenne nó thích thật. Tuy là nó không ngồi bằng xe mình luôn nhưng mà ngồi nó thích lắm. Nhún nhảy với em gái tâm hồn to trên này thì thôi nhưng hết nước chấm rồi nhỉ? Ok bây giờ
anh em đã xếp xe tập trung đợi rồi. Đây ba em tên con mình không biết con này mấy tỷ, không biết là con này của mình là nổi nhất. Xin giới thiệu mọi người, đây anh Dương Đông. Đây cô em là tên gì nhỉ? Anh quên rồi. Đây là cô em là tên gì nhỉ? Em Đạt. Em Đạt. Đây con mẹ mày, bố mày nhọt với mày đấy à? Cái gì? Vũ Tiên Đạt rồi, ok. Anh em nào, chị em nào muốn liếu liều trên xe thì alo đấy, còn muốn mua xe. Ok, em ra nào. Em ra tên gì? Em tên Đạt anh ạ. Tên Đạt luôn, Facebook là gì? Đạt Công Chí. Trần Đức Đạt. Trần Đức Đạt à? Còn bạn này là tên gì? Em tên Đức. Tên Đức, Facebook là gì? Em tên Chú Đức nha. Chú Đức à? Ồ, chú Đức tưởng cho cháu chú gì? Em trai là tên gì bạn đây? Mình là Nghĩa Facebook là Nghĩa Văn Ngô nha. Nghĩa Văn Ngô à? Đấy, đấy, cameraman, cameraman của bên xe ô tô. Đấy, thì anh Đông đang đứng bên kia. Đấy thì đang ngồi. Mà mình vừa gọi bên anh Đạt thì ông bà vừa cánh xuống. Mà nghe bảo là trong cảnh gặp một tiếng tới nơi, chắc lên xe nghỉ chắc các mọi người ạ. Cả không có số một vài. Đấy, hai xe cứ sau tôi. Đó, thì đợi lát ra rồi mình vào đón. Rồi chắc là dẫn mọi người đi về sân bay. Xong rồi đợt này là đốt nhà ông Đạt mấy cái. Thì ông Đạt đủ xin lịch ngày xưa để Đạt nhớ đều xe này đi ra như nào. Ok mọi người. Ok đợi mãi đi, bây giờ bà chị Thảo với anh Đạt với bọn vừa tới rồi, không biết là đang ở cổng của mấy mình đứng ngoài như vậy. Ở trong một tí chạy ra là vừa. Đi bộ mấy chục mét vào đâu mà. Để xem chị may này. Chắc như là thế này. Cho ra trước đi. Bao nhiêu quá? Đông quá. Thôi để mọi người đi từ từ thôi. Thôi ra ngoài, mọi người. Thôi. Tim. Hai đứa chụp hình nhá. Mình cũng ngạc. Mình mới tới hơi ngợp, mình không có một cái gì. Không, xe xong.
Oh,
Lê Đạt đây, sư phụ đang đợi đây rồi. Lên trước. Bây giờ là mọi người đang trên đường 6-7 xe cả ưu tiên nữa thì sẽ đi về khu Ocean Park cho nhà anh Đạt. Đây là có bố anh Đạt ngồi cùng. Đấy. Bác tên gì à? Bác giới thiệu mọi người. Bác tên Hà. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 51 tuổi. À là bác quê ở đâu bác? Quê gốc ở Trung Mỹ luôn. À bố mẹ ở Trung Mỹ luôn. Đấy. Bố anh Đạt ngồi cùng mình. Bây giờ thì mình mọi người tập trung đi về chỗ khu Ocean Park để ăn uống rồi tụ tập về tính ngồi chụp hình sau. Không biết là các bố xe xong rồi xe của mình các bố nào chạy được. Đấy sao không hả? Đấy chưa tới. Đông anh ngồi là bây giờ đi anh ngồi ngồi lá ngồi. Và anh em nào mà muốn mua xe từ thấp đến cao, từ cỏ đến xa, những cái dương đông nhá, là để sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người. Tất cả dòng xe giá rất là đắt, đọc phát là bạn phải đấu đều giảm giá ngay 5%. Uy tín luôn anh ạ. Uy tín luôn. Ok rồi, vé Spark đi, anh biết được vé Spark không? Rồi ok, để không biết thì thôi, khỏi làm mà khỏi bán xe đi. Về post chưa? Về post chưa? Ờ rồi ok. Ra khỏi sân bay từ lúc 1 giờ hơn, bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi, bây giờ mọi người bắt đầu ăn. Bây giờ đồ ăn được ra. Chào mọi người, thì thời gian gần đây thì có hàng ngàn anh em, anh chị em và cả có bên phái nữa nhắn tin cho mình hỏi về cái sản phẩm là hỗ trợ sinh lý. Đó, thì mình cũng đang tìm tòi và mình sau một thời gian thì mình đã liên hệ nhà máy và mình đăng ký giấy phép kinh doanh và đăng ký giấy phép chứng nhận của Bộ Y tế. Thì mình đã sản xuất được một cái lô hàng tên là hỗ trợ sinh lý QH. Đấy mọi người, đang QH là quốc hàng thương hiệu của mình luôn. Đấy, từ khi có cái con này là con vợ mình hết chửi mình là 1 phút luôn mọi người ạ. Bây giờ cứ 30 phút, 50 phút mà đóng mọi người. Về lắm, khoái lắm, cho mỗi đêm mà đi ngủ mà không có cái này là vợ không chịu được đâu. Đấy cho nên là anh em nào đang trong tình trạng là chưa đi chợ hết tiền,
thế bị vợ chửi thế này kia thì inbox trực tiếp Zalo cho mình 0362 105 207, vợ mình tư vấn trực tiếp luôn, hoặc là inbox trực tiếp cho cái fanpage đang đăng video này đấy, thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi anh em. Và giá nó chỉ 3x thôi, ba hơn 3 lít gì thôi đấy, mặt này bèo mà anh em sử dụng được rất là lâu đó, đẹp trai này, giàu này, nhiều tiền này, mà yếu sinh lý thì vứt đúng không em, vứt đâu đấy. Rồi em có đôi lời gì mà nói không? Kể từ khi em xài cái này thì em có thấy cảm giác như thế nào? Yên tâm, các bạn chỉ có xếp máy rồi chạy các bạn. Đấy, thấy chưa? Và sản phẩm này yên tâm nhé mọi người nhé, được sản xuất trong môi trường khép kín, đấy, vô trùng, giấy phép kinh doanh, có giấy phép chứng nhận an toàn thực phẩm, có tất cả giấy phép chứng nhận, nên mọi người không phải lo. Và có cái tem chống hàng giả đó mọi người nhé, không phải lo nhé. Mọi người nhận hàng này có tem chống hàng giả ở đây, nên là mọi người ai có nhu cầu thì inbox trực tiếp Zalo để dưới hoặc là inbox fanpage nhé. Bye bye mọi người.